Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Ti ư Võ Văn Thưởng, bên trái ảnh, trao quyết định cho ông Phạm Văn Linh, ảnh Tuyên giáo. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định về việc bố trí cán bộ đối với ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Ti ư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho ông Phạm Văn Linh. Ông Võ Văn Thưởng đã trân trọng, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng chí Phạm Văn Linh trong gần 20 năm hoạt động tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Linh đã cảm ơn lãnh đạo ban, cảm ơn những tình cảm thân thương của đồng nghiệp trong quá trình công tác và xin hứa ở môi trường làm việc mới vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách đảng giao. Ông hứa sẽ tiếp tục đóng góp, góp ý cho ban về những hoạt động của công tác tuyên giáo trên tinh thần đổi mới hơn, hiệu quả hơn. Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2016-2021 do GSTS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia SCM làm chủ tịch. Ông Phạm Văn Linh sinh năm 1958, là TGSTS chuyên ngành kinh tế. Trước khi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Ti ư, ông là Vụ trưởng Vụ Thông tin, Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Ti ư Tách, Công tác nhân sự, Ban Tuyên giáo Trung ương,